Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục cập nhật thông tin kèo kiếm tiền tươi, đó là cái kèo cắt ni. Và ở cái video này thì mình sẽ tiếp tục thực hiện lệnh rút tiếp cái đồng cắt ni này về sàn Binance. Thì cái kèo này thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn là cách tham gia. Và một cái video hướng dẫn cho các bạn rút cái đồng cắt ni này về sàn Binance thành công. Thì cái kèo này thì nó là một cái kèo tiền tươi. Khi các bạn đăng ký tài khoản thì bạn sẽ nhận được 500 cái đồng cắt ni. Và 500 này thì chúng ta sẽ gửi staking, và sau đó thì chúng ta sẽ lấy lãi hàng ngày. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần đó là các bạn tuyển Z, thì các bạn sẽ được nhận cái phần thưởng từ cái tuyến dưới của các bạn. Đó, thì ở đây thì yêu cầu chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta phải có cái địa chỉ ví của cái đồng USDT ở trên sàn Binance thì chúng ta mới liên kết được với cái dự án này. Và khi đó thì chúng ta sẽ thực hiện được cái lệnh rút cái đồng cắt ni này. Khi các bạn rút thì nó sẽ quy đổi sang cái đồng USDT và nó sẽ trả thẳng cái đồng USDT bằng vào trong cái sàn Binance của các bạn, và các bạn không cần phải quy đổi hay làm bất kỳ cái gì. Chúng ta chỉ cần thực hiện cái lệnh rút là chúng ta sẽ nhận được bằng cái đồng USDT. Ở đây thì có một số bạn là gặp phải cái trường hợp đó là các bạn gửi đúng, lấy đúng cái địa chỉ của cái đồng USDT ở trên sàn Binance và các bạn đăng ký tài khoản ở đây. Tuy nhiên thì hệ thống thì họ xác nhận đây không phải là địa chỉ của sàn Binance, thì cái này có thể là do cái hệ thống của dự án họ xác nhận sai, không đúng vào cái địa chỉ của các bạn. Thì cái này thì các bạn vui lòng là đăng ký một cái tài khoản sàn mới, và sau đó thì các bạn thực hiện KYC một cái bước đơn giản nhất ở trên sàn Binance thôi. Thì sau đó thì các bạn copy cái địa chỉ của cái đồng USDT ở trên sàn Binance và các bạn gửi vào đây, các bạn đăng ký tài khoản nhé, xác minh tài khoản. Đây là một cái kèo mà yêu cầu chúng ta phải xác minh có địa chỉ ở trên sàn Binance thì chúng ta mới tham gia được cái kèo này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện đăng nhập vào và mình tiếp tục rút cái đồng cắt này về sàn Binance nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ tiếp tục là mình đăng nhập này. Các bạn chưa có tài khoản thì các bạn nhấn vào bên trên nhé, sign up này. Mình sẽ là có tài khoản rồi thì mình nhấn sign in. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn nhập tài khoản vào và các bạn sẽ phải nhập cái mã captcha của họ để bên cạnh này. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào phần sign in cho mình. Rồi như vậy là đã đăng nhập vào tài khoản thành công. Đó, thì khi các bạn đăng ký tài khoản thành công ấy thì các bạn sẽ nhận được 500 cái đồng cắt ni này này. Thì sau đó thì chúng ta sẽ staking ở đây. Và staking này thì chúng ta sẽ lấy lãi, và các bạn lưu ý ở đây là cái một ngày thì bạn sẽ nhận được là một cái đồng cắt ni ở đây này. Đó, cái số đây là cái máy đào nhé, máy đào các cắt ni nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đào được 14 11,4 này. Các bạn lưu ý thì cái này chúng ta không cần phải vào điểm danh. Không cần điểm danh mỗi ngày đâu nhé các bạn. Thì các bạn chỉ cần gửi staking, và như thế là các bạn khi mà các bạn đủ cái min rút thì các bạn thực hiện cái lệnh rút thôi, chúng ta không cần phải làm cái gì thêm. Rồi, ở đây thì mình sẽ thực hiện cái lệnh rút, thì các bạn nếu muốn rút thì các bạn kích vào cái phần ví này này. Đó, thì ở đây nhé. Ở đây thì nó sẽ là có ví dụ số dư của mình là đang có là 4.441 chẳng hạn. Và các bạn lưu ý là min rút của nó ở đây, nó sẽ có cái min rút ở đây nếu như các bạn lần đầu tiên rút. Và bên trên này là cái địa chỉ của mình nhé, địa chỉ của sàn Binance của bạn ở đây này. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện là mình nhập số vào đây, muốn rút vào đây. Các bạn lưu ý là cái số mà các bạn đã staking thì các bạn sẽ không rút được nhé. Rồi ở đây thì các bạn mình rút là 4.441 đồng cắt ni thì sẽ là quy ra là 14,8 đồng USDT nhé. Thì các bạn nhấn vào send now cho mình này. Cái này thực hiện thì nó sẽ trả về sàn Binance ngay lập tức nhé. Và các bạn xem thấy ở đây thì mình đã thực hiện cái lệnh rút liên tục ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái lệnh rút của mình nhé. Đó, mình những cái lịch sử của mình rút ở đây. Rồi, mình đã thực hiện cái lệnh rút thành công. Thì bây giờ thì mình sẽ chờ tiền nó về sàn Binance nhé. Đây các bạn, là khi các bạn nhận được 500 cái đồng cắt ni thì các bạn sẽ staking, và các bạn sẽ có thể là xem cái thông tin cụ thể ở đây này này. Và cái ngày gửi này. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở vào cái sàn Binance cho là mình đã nhận được cái
đồng cắt ni chưa. Các bạn lưu ý là 500 cái đồng cắt ni của các bạn số dư ở đây là các bạn không rút được nhé. Cái này là nó đã gửi vào cái máy đào này rồi. Đó, người ta tặng cho những người tham gia mới 500 cái đồng cắt ni này để làm vốn và kích hoạt cái máy đào này. Đây mình sẽ vào sàn Binance và mình kiểm tra check xem số dư chưa nhé. Đây, số dư của mình đây này, đã nhận được 15,49 đô nhé. Của mình là số tổng số dư của mình là như vậy, còn mình sẽ vào ví để mình xem thì nó mới chính xác được. Ở đây nhé các bạn, 14,8 đồng USDT thì các bạn có thể thấy là đúng cái số trùng với cái số mà mình vừa thực hiện lệnh rút nhé. Rút nó về ngay lập tức nha các bạn. Đây. 14,8 đồng USDT gửi vào lúc 18 giờ 20 phút 42 nhé, ngày 21 tháng 5 năm 2023 nhé, ngày hôm nay nhé. Đó, đây, lịch sử rút đây các bạn. Đó, đây là một cái kèo tiền tươi và là một cái kèo ăn chắc 100% nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ là thực hiện cái lệnh rút cái này về cái sàn là Onút để mình bán sang tiền Việt. Các bạn nhấn vào đây này, chúng ta sẽ rút này. Các bạn chọn vào gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này. Rồi, trên này thì các bạn gửi nhập cái địa chỉ ví của các bạn này. Đây là cái địa chỉ ví của sàn nhé. Hoặc các bạn cũng có thể là rút về ví cá nhân của chúng ta, ví Trustonet, ví MetaMask đều được. Theo cái mạng là BEP20. Rồi, đây thì mình sẽ lấy cái địa chỉ của cái đồng USDT ở trên sàn Onút nhé. Rồi, cái đồng USDT giá đang bay cao nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái phần mà nhận nhỉ. Rồi, sau đó thì các bạn lưu ý là các bạn phải chọn đúng mạng nhé. Nếu không sai mạng, các bạn chỉ cần nhầm sang cái mạng TRC20 là cái địa chỉ của nó khác rồi. Đó, thì các bạn phải chọn đúng mạng BEP20. Các bạn có thể lấy của cái địa chỉ của cái đồng Polygon, của cái đồng Matic hoặc là cái đồng Ethereum đều được nhé. Rồi, các bạn nhấn xong cho mình. Rồi, các bạn quay trở lại sàn Binance, các bạn dán cho mình cái địa chỉ ví của bạn vào đây. Tiếp theo thì các mạng lưới các bạn cũng phải chọn đúng cái mạng BEP20, BNB Smart Chain BEP20. Nếu như các bạn chọn mạng khác gửi đi nhầm là các bạn sẽ mất tài sản nhé. Và sẽ không có cái cách nào để chúng ta có thể là lấy lại được cái tài sản chúng ta đã bị gửi nhầm. Rồi, các bạn nhập số lượng này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào lệnh rút. Đây, rút này, các bạn nhấn xác nhận này. Rồi, ok, như vậy là mình đã rút thành công 14,8 USDT về sàn Onút nha các bạn. Đây, các bạn về sàn Onút, các bạn chờ tiền nó về nhé. Đây, các bạn sẽ thấy là 14,51 USDT trừ cái phí đi thì mình sẽ là rút nhận về sàn Onút là 14,5 USDT và cái này thì nó đang xử lý. Đó, như vậy là mình đã rút thành công về sàn Onút rồi nhé. Rồi, ok, thì cái video hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn thông tin về cái kèo tiền tươi cắt ni đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.